Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bộ hoa tử đằng bằng giấy lụa. Thì để làm một bộ hoa tử đằng bằng giấy lụa thì chúng ta chỉ cần làm được 7 chùm hoa và 7 sợi dây hoa dài màu xanh như thế này. Thì trong bộ nguyên liệu là chúng ta đã có đầy đủ, đó là hạt đài, hoa. Cái cụm ba được chia làm 7-9 nhánh như thế này. Sợi dây cụm 7, cánh hoa màu xanh và những cái màu các bạn yêu thích. Bên đó còn được kèm thêm một đoạn keo nến như thế này. Thì để tiến hành làm chùm hoa thì chúng ta sẽ sử dụng cánh hoa màu đỏ này ha. Làm rất là đơn giản. Các bạn mỗi một bông hoa chúng ta sẽ sử dụng 2 cánh hoa. Chúng ta sẽ dùng nhị màu trắng này. Các bạn gắn trong cánh hoa thứ nhất, rồi gắn vào cánh hoa thứ hai. Các bạn gắn so le như thế này và dùng cái đài hoa chúng ta chốt vào là xong. Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ dùng cái cụm ba này, chúng ta sẽ gắn toàn bộ những cái bông hoa vô những cái chốt như thế này. Nếu mà bạn nào muốn chắc hơn thì chúng ta có thể dùng keo nến, chúng ta gắn cái bông hoa vô cái cụm này. Và sau khi gắn xong thì chúng ta sẽ được những cái cụm hoa. Và trong bộ của mình thì một bộ nó gồm có 7 cái cụm hoa, chúng ta sẽ làm 7 cái cụm hoa như thế này. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm 7 cái dây màu xanh. Để làm dây màu xanh đó, các bạn sẽ sử dụng những cái dây dài này. Và dây dài này các bạn sẽ nối những cái sợi dây dài này vào thành cho mình 7 sợi dây dài giống như này. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng những cánh hoa màu xanh này. Chúng ta cũng sử dụng đài hoa màu trắng nè. Nhị hoa màu trắng và chúng ta gắn trong cái đài hoa này. Rồi tương tự giống cánh hoa thì chúng ta cũng gắn vào cái sợi dây dài này. Vì trên sợi dây là có những cái phần gai này nè, để nó giữ lại những cái cánh này, nên chúng ta không cần sử dụng keo nến cũng được ha. Rồi các bạn cứ gắn lần lượt vào từng cái mắt này thì cuối cùng chúng ta sẽ được những cái sợi dây dài. Rồi cứ lần lượt như vậy là chúng ta đã thực hiện được 7 chùm hoa như thế này ha, và 7 sợi dây dài này. Việc tiếp theo rất là đơn giản là các bạn sẽ sử dụng cái cụm 7 này. Các bạn sẽ gắn tất cả những cái dây dài này vào trước. Thì cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ gắn toàn bộ 7 cái sợi dây vào mỗi cái cọng này, là chúng ta sẽ gắn một sợi. Các bạn sẽ chỉnh những cái cọng này cho nó sẽ rộng ra. Các bạn lưu ý là chúng ta đừng có kéo cái phần gắn của sợi dây xuống sâu quá. Vì như sâu quá như vậy thì nó sẽ không được xòe cái chùm hoa của mình ha. Các bạn sẽ kéo lên một chút xíu nè. Đó, như thế này.
Tiếp theo còn 7 cái cụm hoa này thì chúng ta cũng lần lượt chúng ta sẽ gắn vào 7 cái phần nhánh này ha. Rồi sau khi chúng ta gắn 7 cái cụm hoa vào như thế này, các bạn sẽ chỉnh một chút xíu. Thì ở cái cụm hoa này nó gồm 7 cái nhánh, thì trong cái nhánh chính giữa này chúng ta sẽ đặt vào trong chính giữa, tức là chia vào mỗi bên 3 nhánh nè. Chúng ta sẽ đặt cái cành cái nhánh chính giữa này vào chính giữa của mỗi bên 3 nhánh như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ chỉnh cái chùm hoa. Các bạn sẽ chỉnh sao cho nó xòe đều cái chùm hoa của mình. Này, nó xòe rộng ra thì những cái dây màu xanh này là nó sẽ rải rộng ra rất là đẹp ha. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần sử dụng cho mình và chuẩn bị cho mình một cái khung treo. Thì cái khung treo này thì mình đã hướng dẫn trong những cái bước làm hoa ở những bài tập trước. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ốp cái nhánh hoa này vào đây. Và trước khi ốp cánh hoa vào đây thì các bạn nên sử dụng keo nến đó. Chúng ta chích vào những cái phần chân của cái chùm hoa này một ít để cho nó giữ chắc được cái chùm hoa ha. Các bạn sẽ đặt cái đằng sau lưng của cái chùm hoa này ốp vào trong cái khung treo. Rồi rất là đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng cái dây rút này. Mình quay ra màn hình nên cái cách cầm tay nó hơi khó một chút ha, để cho các bạn quan sát cho nó dễ đó. Đó, chúng ta chỉ cần rút cái cành hoa vào đây. Bạn nào muốn chắc hơn thì chúng ta rút dưới đây thêm một sợi dây nữa ha. Rồi sau khi hoàn thành thì các bạn sẽ chỉnh lại cái chùm hoa một chút xíu. Rồi sau đó các bạn chỉ việc cầm cái móc này và chúng ta treo lên. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một đẳng hoa tử đằng bằng giấy lụa rất là đẹp. Xin chào các bạn.